Quá trời rồi. Anh chị ơi, gần gần lại chứ làm không lại cái kinh đó nè. Đây, vô cái cận. Vô cận, ừ. Đó. Anh chị ơi, hôm nay là sinh nhật của em, nãy giờ em chưa nói được dứt lời nữa. Chưa nói được dứt lời nữa. Xung quanh đây là bạn bè của em đây. Đây là các nam thanh nữ tú, các trai xinh gái đẹp. Gọi là bên kia kìa đó, các đó. Phụ thân gì? Hương thân phụ lão. Hương thân phụ lão. Đây ạ. Dạ. Đây. Ủa, còn thiếu em. Dạ. Dạ đây ạ. Đó. Đập cái máy này xuống. Đập cái máy này xuống. Ba cái máy quỷ để làm chi? Ghét như sợ. Dạ bữa nay ghê vậy. Ê, đánh xét ghê ghê quá. Bữa nay sinh nhật, anh chị em tặng quà và cũng khá nhiều. Dạ. Bây giờ mình mở từng món đi. Rồi. Gần nhất mở trước anh Hỷ. Cái này là của ai? Đặc lực quá. Ủa. Ê. Ai vậy? Quẹ không, quẹ không, quẹ không. Lan đẹp. À, cái này là của chị Harry không phải của anh? Của Harry hả? Dạ. À, cái này là dễ thương, nón Nike đi Hàn Quốc, đồ leo núi đồ. Đã. Tôi ít leo lắm. Là đổi đầu đầu đồ lận ha anh. Đổi đầu đồ đó nó nó mà tóc mà có đụng nhiều. Đổi lên đó. Núi non đồ. Nhật đồ dạ. Tóc đụng nhiều. Đây là một chiếc áo thun à. Đây. Dễ thương à. Ok, chịu nha. Hay quá. Hay hay hay. Đó. Áo thun. Cảm ơn Lan đạt vừa không anh? Rung rung rung. Anh thử đi, không vừa thì cho tụi em. Không vừa tao đi làm từ thiện chứ tao không có cho ai hết trơn á nha. Wow, cái này của ai vậy? Này của Tuấn Trần. Wow. Bình thường. Bình thường không? Bình thường. Thấy chưa, bình thường. Có ai nó biết bình thường. Rồi. Thôi bình thường. Ui trời. Ôi ba cái đồ hiệu. Ui ba cái đồ. Túi này túi đi đó, đi đồ đó. Trang điểm. Cái này là thu tiền hụi để rồi nó có tiền đồ. Wow. Đó. Bắp đầm. Bắp đầm, bắp đầm. Một người đàn ông ra đường với các bắp đầm phải có cái show. Cái này mình lâu lâu mới có cái em ơi. Cái gì? Nó xinh lên. Ồ, em nói gì vậy? Cái đó em xài được á. Đúng rồi chị. Chỉ con gái mới mắc cấp thôi. Con này ai tặng giống như hộp nước xăm vậy? Vẫn là em và Lan và Đạt. Vẫn là em à? Bộ vệ sinh giày cả da lộn lẫn giày sneaker đồ. Ok, bộ vệ sinh giày nhá. Limited ạ. Được, tốt, được. Trông là có vẻ là hàng xịn đấy. Nhưng mà tao về bóc ra. Chứ bây giờ bóc ra thì nhiều cái mà... đấy. Đấy. Cái đồ mà mình lên vậy các Lâm ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lâm ơi, em xếp hàng vô em ơi, em thắp sáng tác của em đồ hoài. Em đồ không chỉ là em để đồ dép em trước đây rồi thì người ta được. Dép dài gì? Sao YouTuber? Này có ai vậy? Ờ chào em. Vậy đúng không? Để em. Kênh em đâu, kênh em. Cái này là của ai ạ? Phải không? Tại ba cái giống nhau. Này của ai à? Hình như của em. Không ai nhận là của em. Hình như là sao em? Tại vì có ba cái không biết là hai cái kia cái hộp sao. Phải. Phải không? Sam hả? Đây có viết lên rồi. Viết cái gì không nè? Cái nick này là nick của ai? Ủa không viết, không có viết, không viết thôi. Cái gì vậy? Tự về biểu. Của em đó. Ôi. Rồi, mọi người. Chiếc áo màu xanh đẹp. Ủa, cái máy tao đâu rồi? Đây. Máy. Nhiều máy quá. Nhiều máy quá. Mày nhiều kênh YouTube. Có kênh trẻ mới nổi nữa. Đây, bên đây. Đó. Đó, đây là áo màu xanh nha quý vị. Áo LV màu xanh. Ok. Cảm ơn. Em lấy cho anh size M. Mà nếu mà bị chật quá thì mình ra mình đổi size L. Không, đổi chật quá thì đưa cho chị luôn chứ. Sao lại đổi size? Không dám cãi nha. Ê, bữa nay LV tại trời gì mà dữ vậy? Nói gì nữa? Nơi chụp rồi. Đây. Này của ai à? Mở ra mới biết được anh. Ủa gì? Nhiều quá. Ý. Dài, mang không vừa, mang không vừa cho. Trời ơi, con bé này. Bé này. Gì vậy? Không phải đôi giày, không phải đôi giày rồi hả? Sao con không tiếc vậy? Ui. Ê mà đẹp, đẹp nha. Ê. Mới ê, mới ơi, đẹp nha. Ê đẹp nha. Ê. Ê anh ơi, cái đó là hàng mới đó. Hàng mới cưng. Dạ. Ủa vậy là bà Thúy bà Giang mọi người đặng chiếc hả? Ờ. Chơi dơ vậy. Chơi dơ vậy. Vậy mới vui chứ cưng. À, tặng con đồ dài. Ủa mà sao nó mua hai cái hộp hay vậy? À, sao mỗi người tặng chiếc kỳ vậy? Để chị xin hai hộp.
tôi tức. Thiệt anh chị ơi. Ui đẹp lắm luôn ấy. Đẹp nha. Đẹp 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 chấp nhận đẹp. Thôi cảm ơn được rồi. Ê, màu gì vậy? Màu xanh. Xanh gì nữa? Màu xanh. Ê, trời ơi. Hai người là có hợp tác với con Sam không? Tại sao mà ra cùng màu xanh hay vậy? Tại đôi giày này là mới. Đúng là đáng ganh tị. Đang không vừa Lâm ơi. 41 là vừa đó. 41. 41 cái này. Trên anh 41 hả? Cái chai lâu quá. Cho anh là 40 hả? Ủa xấu hổ đi kìa. Rồi để đi. Không mà con cái này qua. Khả Như. Sao lại là gì mà giận dữ vậy? Cái nhỏ lý nè đứng sao. Của Ngọc Như à? Ngọc Như. Trời ơi Ngọc Như. Dạ anh ơi, anh sẽ xin Ngọc Như dành 5 cây vàng để mua cái này đó. Chán dữ lắm. Lo. Có bao giờ nó tặng cho cái nhẫn nó giống ta? Không. Wow, có gì quá nói cho tép vậy. Chắc cuốn sách của em ơi. Dạ. Yeah. Chắc cuốn sách nó kêu cái em học hành nè bạn. Wow. Quá đẹp. Sách nữa. Ê, bằng một cái cách nào đó vũ trụ gửi màu xanh nữa vậy. Yeah. Màu xanh là hy vọng anh ơi. Đẹp quá. Đẹp ra là con gái rồi đó. Không, đẹp, công nhận dễ thương. Rất là dễ thương, đi đâu đồ sách dễ, ê, dễ chịu. Cảm ơn mèo yêu. Dạ. I love you. Lê Dương Bảo Lâm. Tiếp à. Lê Dương Bảo Lâm đâu? Người đẩy quà. Mỏng và nhẹ. Mỏng và nhẹ với một cái sự nổi tiếng mà giờ. Anh ơi, anh xin. Mỏng và nhẹ đúng không? Mỏng và nhẹ thì anh tắt cái này luôn đi. Anh tắt cái này luôn đi. Tắt cái máy này luôn đi. Tắt luôn. Không chịu hả? Không chịu. Trời ơi. Sao... Ê. Bữa nào bánh tráng tiền linh luôn. Trời ơi. Cái túi nãy. Anh nhẹ nhẹ thôi. Anh ơi nhẹ nó mặt quá anh ơi. Hai người hùn. Anh ơi. Nó bằng cát xê của em là nhà bà nữ rồi. Em kia nó xì dây rồi. Thôi bây giờ ôm cái máy xuống đi cho dễ thích. Anh ơi, bình thường anh quấn. Tao đi làm tao để vậy để cho thấy quà có giá trị. Anh thương em chứ thiệt á. Nó hiểu. Dạ, đi miệng tiệc nó cũng mắc quá. Hiểu mà. Thì nhưng mà một gói. Hồi nãy, ấy, cái vỏ ra, tao thấy thiếu sợi dây tao nghi. Tao nói cái vỏ này đâu phải bóp đầm đâu mà cầm như ổn áp vậy. Tao nghi rồi. Cảm ơn. Tiếp à. Nói gì vậy cũng cảm ơn. Con cá sấu. Vợ chồng áo quay à. Wow. Giống áo con cháu tao xưa tao mua cho. Trời ơi anh ơi. Anh làm gì mà giành chỗ của phụ nữ như vậy vậy? Anh đâu có giành chỗ, anh giành chỗ mà. Thôi. Quá trời luôn. Size M nha, dành cho những người 80 kg. Cái góc này mất rồi. Trời ơi. Mất em đó chưa 70 kg. Ấy da. Cái lắm. Wow, đẹp nè. Đẹp. Còn một cái nữa. Nào chịu. Bằng một cái cách nào đó nó vẫn là màu xanh. Màu đen. Để ở nhà nó đen. Màu đen một màu. Tức quá. Nó là màu đen. Không có biết màu. Vô tướng màu xanh đen. Vô luôn. Vô. Wow. Ê. Đẹp ê. 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 Anh Xuyên, em thấy hơi ngạc nhiên. Anh Huy tự chọn cho áo của anh là kỳ lắm. Không, chắc vợ nó chọn với nó sẽ biết chọn. Ồ, thôi có ghen được rồi, mừng rồi. Thích không? Cảm ơn bạn. Xong chưa? Thích á. Xong rồi. Rồi. Tiếp à, đây à. Wow, nước yến. Nước yến. Cái ly à. Đây. Cái ly. Tao lo qua hai cục xà bông thiệt á chứ. Mắt kính. Ủa sao em khóc vậy? Lo. Mắt kính mà. Mắt kính tuyệt vời. Wow. Ê. Không vừa, không vừa. Prada. Wow. Ui, đẹp quá. Cái này đẹp quá. Sao? Sao được không ạ? Đẹp quá. Tăng gì đó, cái bài gì đó. John Wick, đúng. Đẹp quá. Ê, cái này lâu anh không đeo, chị đeo được á, chị Rory. Đẹp quá, đẹp nha. Đẹp á, heo á, đẹp á. Đẹp nha. Đúng là Ali nó lần biết thời trang. Ali rất là biết thời trang. Ali đâu, Ali đâu. Ali đâu, không sao anh không có vô trong gì vậy sao gì vậy? Vậy lúc nào cũng phải đẩy tin gì vậy lượng gạo lắm lượng gạo ý ai đây
Ai đi ạ? Ai đi báo danh kìa. Quen. Quốc Khánh. Ê Tàng. Gọi gọi luôn, gọi là. Khó mở quá. Nó gắn keo 502 hả? Ta tặng mình được cốc cọc. Anh ơi, vui vẻ anh ơi, vui vẻ. Mặt vui vẻ. Nó lấy keo dán sắt nó dán luôn hay gì á? Hỗ trợ kìa. Ủa Khánh tự. Trời ơi, quá trời. Cái gì vậy? Ôi, nhà vậy tôi không có gì vậy? Lâm vậy? Cục pin. Cục sạc dự phòng. Không, pin sạc được. Máy chụp mình lấy liền. Ôi, vậy thôi. Bao bì dán nhãn. Phim. Anh ơi, hôm nay mình chụp luôn đi. Hôm nay chụp luôn đi. Dễ thương, cái này dễ thương quá à. Cái này mà lúc Nguyễn chơi là tuyệt vời. Trời ơi, xin chị tâm nhật chị ơi. Anh chị mua lại cũng được. Hay xinh quá. Không có xinh chị chưa, cho nó chữ xinh. Của tôi à. Ê, anh Đức ha. Trời ho nữa. Quýt xịt. Của tôi à. Chiếc áo. 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 Đẹp luôn nha, nghi là đẹp luôn nha. Đẹp. Ai da. Đẹp nha. Đẹp nha. Cái gì đọc coi. Kinh Lê Giang à. Where are Lam Ma here. Cái gì vậy? Cái gì nè? We are old men here. Chúc mừng sinh nhật. Thiệt không? Cỡ vậy. Trời ơi, vô đây coi. Có thiệt không? Trời ơi. Cỡ vậy. Còn cái gì nữa? Hai cái lận. Nhu, cái này nó nhu. Ê, nhu á. Nhu. Mà cái tà nó đẹp. Đẹp. Cái nãy nhũ này nhu. Được. Đó. Rồi, ok, rồi. Em đẹp. Dễ thương không? Chịu nha. Phối. Màu xanh là nguyên bộ đẹp luôn đó. Rồi. Cái này cái cuối cùng phải không? Dạ. Chưa. Còn cái này có ai à? Dạ. Quyền Lý. Nike. Trời ơi. Nó mang trong chừng nó đó, nó lấy ra đó. Ê, nó mày cái gì không vậy? Đôi đẹp luôn. Đôi này nha, đất hợp cu của xịn là thích đôn chứ không có độn. Đúng không? Đẹp. Cho đừng biết bao nhiêu lâu rồi mới có một đôi giày đôn vậy. Không, chịu. Rất đẹp. Mày cái đôn quá vậy Quỳnh. Không, thiệt. Không, đẹp. Còn qua kìa. Còn đây. Cái này là ai à? Thầy Việt Anh. Cái này là cái bánh đặc biệt của bên Ý, thầy mua đặc biệt về đây. Cảm ơn thầy. Ngon quá. Cho mọi người ăn đi. Cho mọi người ăn. Lát mở ra ăn luôn. Còn nữa kìa. Anh đang ở bên quán tặng anh. Bên quán tặng. Bên quán. Ở đâu rồi cái bao trên đó, bao. Cái chủ quán, anh chủ quán tặng. Chủ quán luôn. Báo, thành báo quá. Trời ơi, con người ta chưng cái đặng. Lấy cái bỏ vô mà nói quá tặng. Lâm ơi, một hồi người ta đền, ta có một tiền, ta đền với người ta. Tao lại mày. Ôi, có gì nữa không? Sao xong rồi? Ê, sao cùng con lục cái bao thơm màu vàng? Ôi, đúng rồi, quên mẹ. Má đâu? Còn cái bao thơm màu vàng của Ngọc vào nữa. Đâu rồi? Cái bao lì xì Harry nó lấy rồi. Harry Potter. Nó hủy thêm một tiền là nó lấy rồi. Lì xì cái là cướp kì vậy? Cái gì á? Túi em đâu rồi ta? Đây. Ủa sao khúc này chị quên á? Túi em đâu? Túi bên kia kìa. Anh trả kênh em dùm anh ơi. Kênh đừng bấm. Trời anh đâu té kênh em anh ơi. Sao? Rồi cảm ơn mọi người. Đây là đưa cái máy đi lấy tiền ra. Đây. Đây là cái cuộn ngọc vào. Tại sao em phải là người lấy? Tại vì em giấu của anh. Anh đưa cho em mà. Không có đâu, thấy nãy em ăn cắp của anh á. Nhờ cất giùm. Ủa nó đâu rồi ta? Trời. Trời ơi, xạo quá, cái gì dính nó tiền bạc cái hồ cái mất à. Ý chà, bao vàng, bao vàng. Đây là cô Ngọc vào nha, thưa quý vị. Đây, kim tiền, kim ngọc mãn đường nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you.